Tất cả các anh em trở lại với trang công nghệ của TND. Thưa anh em, nếu một ngày đẹp trời anh em được sở hữu những chiếc laptop Alienware như trên bàn của mình đây, anh em có thích không? Đây thưa anh em, với kiểu dáng không lẫn được vào đâu, với đặc trưng của thương hiệu Alienware bao nhiêu năm nay, anh em sẽ thấy này, một cỗ máy xe tăng, một cỗ máy để làm việc, một cỗ máy để chơi game, một cỗ máy để làm phim, có giá bán trên thị trường. Nếu như anh em không biết thì anh em sẽ nghĩ đây là những chiếc máy có giá vô cùng đắt đỏ. Nhưng thưa anh em, với mặt bằng công nghệ bây giờ, chúng ta mua những chiếc máy mới đập hộp bao giờ vừa ra mắt thì giá của nó đúng là cắt cổ thật. Nhưng nếu mà anh em biết cách chọn mua những phiên bản mà sách tay tại thị trường nước ngoài về, cụ thể là những chiếc máy như này. Những model được sản xuất là 2016, 2017 và 2018. Trên bàn của mình đây đó là phiên bản 2016, nó ra mới như này. Nó là 15R3, 15R4. Đó. Sau đó nó ra dòng mới hơn, đó là M15. Và bây giờ là M15R2, M17R2 chẳng hạn. Nó khác đi một chút. Nhưng giá bán của nó thì đâu đó sẽ có giá ở mức khoảng xấp xỉ 50 đến 70 triệu. Giá đó thì cao quá ở Việt Nam, không phải ai cũng đủ tiền để sở hữu. Thôi thì người Việt Nam mình hãy chọn cho mình những chiếc máy sẽ có giá dao động từ 20 đến 40 triệu. Mình nghĩ là các bạn sẽ dễ dàng xử lý hơn. Và hôm nay thì mình sẽ làm top Alienware đáng mua nhất năm 2019. Những cái model mình tuyển chọn cho các bạn, thứ nhất đều được đánh giá rất là cao, không lỗi. Hoặc những cái để các bạn nâng cấp, ví dụ là ý mình nói là nâng cấp về sau nó cũng đơn giản, ít mất giá thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Alienware thì nó sẽ có hai phiên bản, đó là các dòng máy màn hình 15 inch và đây là dòng màn hình 17 inch này. Dòng này thì thưa các bạn là to tổ bố luôn. Đây. Trọng lượng chính xác của nó là 4,42 kg. Nó sẽ có 17R4 và 17R5 bây giờ, to như này. Đó. Những chiếc máy này đều được trang bị vi xử lý là từ thế hệ thứ 6, thế hệ thứ 7 và thế hệ thứ 8. Mới nhất bây giờ là thế hệ thứ 9. Và bây giờ thì mình sẽ điểm qua các mẫu, mời các bạn đón xem ngay bây giờ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng test qua phần hiệu năng của chiếc máy này bằng phần mềm Fullmax. Thì đầu tiên đó chính là phần GPU, nó chạy khoảng 97% và nhiệt độ là 75 độ C. Phần CPU thì nó chạy khoảng 3-5%, nhiệt độ là 67-71 độ C. Và FPS cao nhất như mình thấy là 59 FPS và thấp nhất là 56. Một số điểm khá là ấn tượng, 85,17 FPS. Và cuối cùng thì nó cũng cho ra một số điểm là 676. Một số điểm không quá cao mà nó cũng không lại quá thấp. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những tác vụ render. Và bây giờ đó chính là cái phần video 4K để chúng ta test chiếc màn hình này. Với độ phân giải Full HD và trang bị tấm nền IPS thì màu sắc của nó rất là tươi. Và đây chính là tựa game PUBG mà nó đang làm mưa làm gió. Một số bạn đến cửa hàng mua laptop thì có hỏi là máy này có thể chiến được PUBG không anh? Thì mình nghĩ là chiếc máy này hoàn toàn có thể chơi được chiếc PUBG khi nó trang bị chip i7-6700HQ cùng chiếc card GTX 970M và nó cũng có thể nói là tương đương chiếc card GTX 1050 Ti. Anh em có thể thấy là mình đã test thử một đoạn video 4K với khung hình 60fps. Chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh hoạt động rất là mượt mà, tái tạo hình ảnh trung thực. Hiện nay màn hình với độ phân giải 4K thì vẫn là cao nhất trên một chiếc màn hình 17 inch. Với độ sáng 318 nit thì Dell Alienware 17R3 đánh bại tất cả các đối thủ như là của MSI, Acer hay là Asus. Thiết bị cũng đứng đầu trong danh sách chất lượng màu với giải màu sRGB đạt mức 173,5%. Mình đã test được 5 phút ở chế độ hoạt động 4K và FPS của nó khoảng là 61. Anh em thấy là một cái thông số hoàn toàn ấn tượng và nhiệt độ của nó đang ở mức 69 độ C, hoàn toàn ở mức cho phép. Với một cái card đồ họa như này thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm chơi các game, các tựa game hot như là Dota này hoặc GTA 5 chơi ở mức max setting và có thể sử dụng đồ họa chẳng hạn như đồ họa 3D có thể render trên một chiếc máy này hoàn toàn hợp lý. Thưa các bạn, đây là phần mềm quen thuộc mình hay test game cho các bạn, đó là phần mềm Heaven Benchmark.
với màn hình 15,6 inch IPS Full HD. Độ sáng của màn hình nó đạt khoảng hơn 300 nit, khá sáng các bạn ạ. FPS trung bình của máy đang ở mức khoảng 130. Và nhiệt độ đang ở mức 63 độ C ở chế độ 3D. Có thể thấy là điểm số chấm rất ấn tượng. FPS trung bình là 119,8, còn FPS cao nhất maximum là 252 GB. Khi chạy được ở chế độ 3D, có nghĩa là chế độ cao, thì các bạn có thể thấy là quạt nó bắt đầu nghe tiếng rú lên. Và màn hình của các phiên bản Full HD thì độ sáng nó là 300 nit, còn màn hình 2K nó là 400 nit. Còn nếu mà tấm cao cấp nhất của nó 4K thì chắc độ sáng khoảng tầm hơn 400. Nhiệt độ mình test ở một lúc rồi thì đang ở mức 70 độ C. FPS trung bình là hơn 200. Điểm số của nó thì quá cao so với chiếc máy bình thường, 183. FPS này các bạn có thể nhìn thấy này, các chế độ mặc định thì mình đang chỉnh cao nhất. Điểm số của nó là 1092 CB. Nói chung tất cả hai điểm số về FPS của cả màn hình và cả GPU rất cao. CPU và cả GPU các bạn có thể nhìn thấy đây nhá. Vâng, thưa các bạn, với trọng lượng 2,16 kg, với một chiếc máy mỏng nhẹ và mang trong mình dòng máu của người ngoài hành tinh thì chúng ta rất nghi ngại đến đó là nhiệt độ của chiếc máy này. Nhưng thưa các bạn, thật không ngờ với một cái nhiệt độ ổn định chúng ta đang test ở mức khoảng hơn 70 độ C. Chúng ta sẽ thấy nhiệt độ của GPU đó là 74 độ và CPU cũng là 74 độ, đang hoạt động ở mức 94%, bởi phần mềm Fullmax là chủ yếu nó sẽ gen ở phần cạc của chúng ta. Và mức FPS qua cái phần mềm mình cài đó là MSI Afterburner thì nó nhân đôi, đó là 168 FPS. Thì chúng ta nhân đôi nhé các bạn nhé. Còn mức FPS của phần mềm Fullmax thì nó sẽ đọc là 84. Đây là một điểm số rất ấn tượng. Và các màn hình chúng ta đang có đó là GTX 1060. Các bạn chú ý trên phiên bản này, nếu chạy các phiên bản 1070 và 1080 thì sử dụng dòng card Mark Q các bạn nhé. Còn đây là 1060 đầy đủ. Và mức FPS chúng ta nhận được chỉ ở mức khoảng 90,55. Đây là mức FPS thực tế của con card GTX. Trên các dòng Alienware và gaming thì cái nhược điểm này mình không thích. Trên các dòng ThinkPad thì kể cả khi chúng ta render nó cũng rất là êm. Và điểm số chúng ta có của con CPU này cực kỳ ấn tượng, đó là 1156 CB. Đây là một điểm số rất tốt cho một cái dòng máy thế hệ mới. Vâng, thưa các bạn, thì mình đang test một đoạn video 4K như mọi ngày để test cái màn hình Full HD 60Hz của mình. Thông số của chiếc màn hình này đó là 72% gamut. Và độ sáng màn hình đó là 300 nit các bạn ơi. Với hệ thống âm thanh của chiếc máy đó là 4 loa, thì gồm 2 loa sườn ở đây và 2 loa trên này. Chúng ta nhận được cái âm thanh của nó nghe cũng rất là chất đúng không ạ? Các bạn chú ý thì phiên bản này nó có cả màn hình 4K các bạn nhé. Và có cả phiên bản màn hình 144Hz nếu các bạn tùy chọn. Vâng, thưa các bạn, là mình đang test một trận PUBG bản PC. Đây là trận thứ 3 các bạn nhé. Và mình chơi đến trận thứ 3 thì nhiệt độ của GPU đang ở mức 73 độ C, hoạt động 99%. RAM đang sử dụng hết 8 GB. Và nhiệt độ của CPU cũng 84 độ C. Và đây thì chúng ta sẽ thấy cái quạt của máy nó hoạt động cũng khá là ổn, ở mức hiệu năng cao. Chúng ta sẽ chạy qua phần mềm Fullmax ở đây thì mình hơi lo sợ một chút, đó là tản nhiệt nó kém. Nhưng ở đây các bạn có thể thấy là nhiệt độ của CPU và GPU chỉ có 58-60 độ thôi, tính ra rất là mát luôn nếu mà chạy phần mềm Fullmax. Và mức FPS chúng ta nhận được hẳn 82 luôn. Đây, bắt đầu dừng rồi và không tăng. Nhiệt độ phổ thông ở đây là 60 các bạn nhé, bảng đầu là 60 này, max 60 độ này. Và khi chạy vào thì các bạn thấy là hai quạt bên trong, mình sẽ để mic gần vào này, nó hoạt động cũng tương đối là ổn. Chú ý là cả màn hình và CPU sẽ on board trực tiếp trên bo mạch chủ, chúng ta sẽ không có khả năng để chúng ta nâng cấp được. Vãi chưởng. Các bạn để thấy điểm số đó này.
1136 CP. À, các bạn thấy không, đồ họa mô phỏng chạy rất là ngon. Còn cả màn hình này tí mình cũng thử cài thử Adobe mình test luôn xem cái phần mềm này dựng phim, dựng video là pop video cho các bạn xem nó có ngon lành hay không. 119.36 fps, điểm số cực kỳ ấn tượng luôn. Các bạn thấy đây là đoạn video 4K mình test cái màn hình này. Kể ra thì với một cái màn hình Alienware mà nó mỏng mỏng này nhìn cũng khá là mắt, bởi vì mình quen cái thiết kế nó dày xụ rồi. Màn hình thì với tỷ lệ phủ màu nó là 72% gamut thì đây là một cái màn hình mình thấy là ok này. Nói chung là phổ thông chứ các dòng máy chơi game bây giờ này là 72%. Đấy. Với tấm lên IPS thì góc nhìn của nó sẽ rất là rộng, 178 độ, mình sẽ thử luôn này. Đấy. Thưa các bạn, đây là phần mềm Adobe Premiere, một cái phần mềm dựng video nổi tiếng. Các bạn sẽ thấy là phần mềm này nó sẽ cho phép các bạn chỉnh từ nhân CUDA của cả màn hình hay của CPU. Còn tình huống này thì con cả màn hình này rất là ngon, thì mình sẽ thử làm một đoạn video 4K. Các bạn sẽ thấy là cái định dạng mình chọn 4K để post YouTube này. Ở đây chúng ta sẽ hết có 39,17 giây thôi các bạn ạ. Vãi chưởng luôn, nó nhanh rút ngắn hơn bao nhiêu. Trong khi đó các thế hệ chẳng hạn như GTX 1070 mình làm trước tàn hết tận khoảng 1 phút 20 giây. Bây giờ nó xuống còn 39,17 giây. Các bạn ơi, đây là tựa game Metro, một tựa game 3D yêu cầu cấu hình rất mạnh. Ai chà, tính ra từ lái đến giờ mình test các bạn sẽ thấy là nhiệt độ của nó chỉ mức 80-84 độ. Trong khi đó là phiên bản năm ngoái mình test tàn ở mức 90. Đó, mình chơi game nóng lên 90. Và nhiệt độ như này mình thấy như này là ổn. Bây giờ chúng ta sẽ vào trận chơi như nào. Còn mức cài đặt đây là mình đang cài đặt ở mức setting cao nhất. Vừa lấy là quá ấn tượng với khả năng render video của nó nhanh thật. Vèo cái nó xong có 39 giây trong một đoạn video 4K hơn 1 phút. Trong đó những chiếc máy yếu thì chúng ta render đến khoảng hơn 1 phút. Phải mất đến khoảng 5-6 phút. Nhưng bây giờ nó rút ngắn xuống 1/5. Mức FPS thì các bạn thấy nó dao động từ khoảng 70-80 và có lúc nào nhẹ nhất là lên hơn 100. Đây các bạn thì thấy là kiểu như là những hình ảnh 3D như nhìn tay con người làm giống như thật luôn. Và mức nhiệt độ chúng ta nhận được ổn định đó là 80 độ C cho CPU và 64 độ C cho GPU. Và mức FPS chúng ta sẽ có đó là 94. RAM đang sử dụng hết 3,5 GB. Con này của nó đó là 8 lõi này, 8 lõi 8 luồng. Và con chip đó là i9-9900K. Thì của chip của nó đó là 8 lõi 16 luồng. Còn chip cực kỳ mạnh và Turbo Boost 5.0. Chiếc máy cho phép chúng ta nâng cấp cả CPU nhá. Ôi chào, điểm số của nó khủng lắm các bạn, 1242 CP. Ôi trời, điểm số của nó lên đến tận 136.97 fps các bạn ạ. Các bạn ơi, mình đang test với một cái màn hình Full HD 17.3 inch của chiếc Alienware Arriver M51. Độ sáng của màn hình thì nó đạt tối đa là 335 CD trên 1m2. Và tỷ lệ phủ màu trên chiếc màn hình Full đó là 100% sRGB và 62.3% Adobe RGB các bạn nhé. Và tấm lên màn hình là IPS. Các bạn chú ý đến chiếc màn hình Alienware này có hỗ trợ tính năng G-Sync. Đây các bạn thấy này, mức FPS chúng ta đang cài đặt ở mức cao nhất thì chúng ta sẽ nhận được khoảng 60 fps. Nhiệt độ của CPU đã đẩy lên 90 độ C và GPU ổn định ở mức là 69. RAM dùng hết gần 10 GB cho cái tựa game này. Công nhận là bây giờ game nó làm chuyển động các bạn có thể thấy là như người thật luôn. Vâng, thưa các bạn có thể thấy là mình vừa điểm qua chục mẫu Alienware, sẽ có các mẫu màn hình từ 15.4 và màn hình 17.3 inch. 17,3 inch sẽ phù hợp cho các bạn cơ động, là các bạn không phải di chuyển đi lại. Đúng không ạ? Bởi vì nếu có di chuyển đi lại thì anh em phải có một sức khỏe cực kỳ tốt, hoặc là nghĩ đơn giản đây là một thiết bị để anh em tập tạ. Nếu như phiên bản M17 mới của nó thì cũng trọng lượng nó sẽ nhẹ đi, đó là một nửa. Nó chỉ còn dưới 3 kg. Đó, thì có thể là mang đi mang lại được. Còn nếu mà phiên bản 17R5 hùng dũng, khỏe như một cỗ máy nhưng trọng lượng của nó 4,42 kg, thì những chiếc máy này sẽ phù hợp cho các bạn ngồi làm việc một chỗ ở nhà. Những dòng máy này thì lưu ý các bạn nhé, nó sẽ không cho phép nâng cấp, đó là CPU, GPU đều được onboard trên bo main, và chỉ có RAM ổ cứng là sẽ cho phép các bạn nâng cấp. Các thiết bị cao cấp thì nó sẽ có camera, có tính năng gọi là 2BI, có nghĩa là kiểu như là điều khiển bằng mống mắt, nghe có vẻ rất hiện đại. Nôm na các bạn có thể mở máy bằng nhận diện khuôn mặt của chúng ta, và một số tựa game có thể dùng cái mống mắt chúng ta để điều khiển.
Nghe như khoa học viễn tưởng, nhưng Alienware thì họ đã có tính năng như này. Máy đều được trang bị đầy đủ hết các cổng. Thậm chí là những dòng máy này sẽ cho phép các bạn mở rộng thêm một cái cổng, nó còn gọi là eGPU của Alienware luôn. Những cái cổng, những cái cạc màn hình gắn từ bên ngoài nhìn nó cũng hùng dũng lắm anh em ạ. Sẽ có các cạc màn hình ví dụ như là GTX 1060, 7080, thậm chí là dòng mới của họ bây giờ chạy cạc màn hình series 20 RTX. RTX sẽ có sức mạnh hỗ trợ các bạn trong cái lĩnh vực đó chạy giả lập, ray tracing, đổ bóng trước gương cũng như các ứng dụng mà kỹ xảo 8K nó sẽ tốt hơn. Nhưng giá bán của những con Alienware này các bạn sẽ thấy đấy, nó rất là đắt. Ví dụ như con M51 của cửa hàng mình đang bán, nó là 64 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn và hơn 100 triệu đồng cho phiên bản Max Option. Một cái giá bán quá đắt đỏ cho người Việt Nam. Nhưng các bạn ơi, người Việt Nam mình cái gì trên thế giới này có là Việt Nam ta sẽ mua hết. Bởi vì người Việt Nam mình chịu chơi, cái quan trọng là thích, là nhích. Ở Việt Nam thì là như vậy. Còn mình cũng khuyến cáo các bạn là nếu mà điều kiện kinh tế không cho phép thì anh em có thể đầu tư những chiếc máy từ khoảng 20 đến 30 triệu. Thực tế thì nó vẫn có thể cày kéo các công việc về đồ họa. Anh em có thể thấy là chiếc 15R3 với phiên bản thấp nhất thì nó đâu đó khoảng hơn 20 một chút, chạy cặp màn hình GTX 1060, đủ khả năng để kéo PUBG, đủ khả năng để kéo CSGO, cũng như các tựa game nặng chẳng hạn, chơi ngon lành luôn. Đó đúng không ạ? Và các phần mềm đồ họa như Adobe Premiere Revit hay Camtasia, những cái phần mềm dựng phim, dựng ảnh, render, nó vẫn có thể cày kéo cho các bạn được. Và theo như mình thì cái nhược điểm duy nhất của những chiếc máy này đó là trọng lượng thôi. Nhưng thưa các bạn, đối với một chiếc máy làm việc chuyên nghiệp thì chắc chắn cái máy nó phải chuyên nghiệp. Nó dày để làm gì ạ? Để cái không gian bên trong, để cái khả năng tản nhiệt, để cái khả năng xử lý của nó phải là ok thì mới dùng được. Còn những cỡ máy này thì sẽ trang bị từ màn hình Full HD IPS đến màn hình 4K thì các bạn có thể lựa chọn. Còn cặp màn hình nếu mà điều kiện kinh tế không cho phép thì chúng ta sẽ chọn tối thiểu đó là cặp màn hình GTX 970 là con rẻ nhất trên dòng này. Trang bị chip thế hệ thứ 6 Skylake, đó là con 15R2 chẳng hạn, thì giá đâu đó trên thị trường nó khoảng 18 củ là phiên bản rẻ nhất cho phiên bản này. Còn đâu thì cao cấp hơn thì chúng ta sẽ chọn từ 18 này, 20 này, 25, 30, 35, 40. Và phiên bản cao cấp nhất ở video này đó là phiên bản M51 của nhà mình. 74 triệu cho phiên bản cao cấp, còn 64 triệu cho phiên bản thấp hơn một chút. Và phiên bản cao nhất là hơn 100 củ để anh em lựa chọn xem có hợp lý hay không anh em nhé. Nói chung là những cái phiên bản này để nhận diện ra bên ngoài, các bạn có thể bất kỳ cái thương hiệu máy tính nào các bạn có thể dùng. Nhưng các bạn dùng Alienware này, nó đặc trưng luôn, chả có giống bố con thằng nào luôn. Đấy, anh em có thể lựa chọn những cái mẫu máy này nha anh em nhé. Và một số anh em sẽ hỏi mẫu máy mình là nếu mà những cái mẫu này nó thay thế đồ có đắt hay không. Nó thực sự anh em dùng những cỗ máy như này anh em phải biết dùng, bảo dưỡng, vệ sinh định kỳ. Bởi vì cái bo mạch chủ của nó rất đắt. Bo mạch chủ của nó có những cái máy nếu như để onboard trên main ấy, nó có giá từ khoảng 8, 10, thậm chí là 15 triệu một chiếc bo main. Mình đã thay thế cho một bạn cách đây cũng không lâu, đó là dính nước. Các bạn để nước vào một bạn bị tai nạn thì bị vỡ hết cái máy, phải thay đi. Đó nên các bạn cũng phải chú ý. Còn các bàn phím, pin, màn hình thì những cái linh kiện này đều là chính hãng thay thế rất đơn giản. Sạc của nó cũng vậy, đắt nhất chỉ có cái main thôi. Và mình cam kết cái vòng đời máy tính của nó, chiếc Alienware này 5 năm các bạn sử dụng đều có linh kiện thay thế nên anh em rất là yên tâm anh em nhé. Có giá của nó thì nếu mà tính mặt bằng chung trên thị trường, mình cũng phải nói luôn với anh em đắt khoảng 5 củ. Bởi vì một chiếc máy cấu hình thông thường, ví dụ cảm hình GTX 1060 thông thường có giá 20 củ thì chiếc máy này phải là 25 củ các bạn mới mua được. Chúng ta phải bỏ tiền cao hơn để mua, bởi đơn cử đây là một chiếc máy hàng hiệu có tên tuổi trên thị trường. Và nó được định hình dành riêng cho các game thủ, cũng như các bạn dùng đồ họa chuyên nghiệp, các bạn dùng đồ họa để dựng phim, dựng kỹ xảo. Nên chúng ta phải bỏ một cái tầm tiền cao hơn. Tóm lại là đắt cũng sắt ra miếng các bạn nhá. Và cái điểm yếu trên những chiếc máy này thì mình cũng phải nói luôn anh em, đó là thời lượng pin. Thời lượng pin của nó thì trông khủng này thôi, đắt này thôi, nhưng pin của nó chỉ trụ được khoảng từ 2 đến 3 tiếng thôi. Thậm chí là các bạn cài liên tục một chiếc màn hình to như này thì nó được khoảng tiếng rưỡi. Nếu các bạn làm đồ họa liên tục, độ sáng màn hình 100%. Bởi vì to nhưng là to, nhưng cái ấy của nó là yếu, đó là pin. Nên mình cũng phải nói trước với các bạn, pin yếu. Còn mọi thứ về sức mạnh, về đồ họa, game thì nó lại đảm bảo cho các bạn 100%, các bạn cày kéo ngon lành các bạn nhé. Vâng thưa các bạn, video về top laptop Alienware, đây là những chiếc laptop để chơi game và làm đồ họa, dựng phim chuyên nghiệp của mình đến đây là khép lại. Đây là những chiếc máy đã được kiểm chứng và đã được dùng rất là nhiều tại Việt Nam, trên cộng đồng, trên thế giới, mọi người đều dùng rồi. Nếu như các bạn đã từng trải nghiệm các dòng sản phẩm Alienware, anh em hãy để lại cảm nhận bên dưới cho nó khách quan nhất anh em nhé. Còn bây giờ, mình xin chào và hẹn gặp lại.